Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật thể thao sáng ngày 8 tháng 7. Sau khi xác định được cái tên đầu tiên có mặt tại chung kết Euro 2020 là đội tuyển Italia, thì vào rạng sáng nay, cái tên còn lại cũng đã được xác định sau trận đấu hết sức kịch tính giữa Anh và Đan Mạch trên sân vận động Wembley. Dù phải làm khách song Đan Mạch đã nhập cuộc vô cùng tự tin trước Anh, họ chủ động chơi pressing tầm cao ngay khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Liên tiếp là những tình huống uy hiếp đến khung thành thủ môn Jordan Pickford từ các cầu thủ tấn công của Đan Mạch như Damgas hay Dolberg. Bất ngờ cực lớn đã xuất hiện ngay ở phút thứ 30 trận đấu. Đội tuyển Đan Mạch vượt lên dẫn trước bằng pha sút phạt đẳng cấp của Damgas. Anh đã vẽ nên một đường cong tuyệt phẩm khiến thủ môn Pickford đã quá bất ngờ và không thể cản phá. Tỷ số được mở trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ đội tuyển Anh. Nhận bàn thua choáng váng, Tam sư bừng tỉnh và ngay lập tức giành lại thế trận với quyền kiểm soát bóng vượt trội. Họ chủ động đẩy cao hàng tiền vệ và quay giáp đối thủ ngay khi bóng đang ở phần sân đối phương, và thực tế sự thay đổi trên là quá hợp lý. Phút 39, Bakayo Saka cắt bóng rất nhanh từ một cầu thủ Đan Mạch bên phía cánh phải. Anh đi bóng cực hay rồi tung đường căng ngang quá đẹp vào trong nơi có Sterling đang chạy chỗ xin bóng. Trung vệ của Đan Mạch là Kaiser đã phản lưới nhà trong nỗ lực truy cản, quyết định tỷ số 1-1 cho Tam sư. Kịch bản hiệp 2 diễn ra trái ngược so với 45 phút đầu tiên. Hai đội không tạo ra quá nhiều tình huống nguy hiểm và tỷ số 1-1 được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu chính thức, qua đó khiến trận đấu phải bước sang hiệp phụ. Bước vào 30 phút hiệp phụ, đội tuyển Anh thi đấu dồn dập hơn, trong khi hàng thủ Đan Mạch lại có phần đuối sức, không theo kịp những tình huống bóng nhanh của các máy chạy bên phía Tam sư, và Sterling đã mang về một quả phạt đền trong một tình huống như vậy. Harry Kane sau đó đã thực hiện thành công cú đá trên chấm 11m, cho dù Anh phải cần tới 2 nhịp chạm bóng. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến hết hiệp phụ. Đội tuyển Anh là đội có mặt tại trận chung kết Euro 2020. Thầy trò huấn luyện viên Southgate sẽ có lần đầu tiên được chơi ở một trận chung kết Euro. Đối thủ của Tam sư sẽ là một đội tuyển Italia đang chơi cực hay. Điểm nhấn đáng chú ý ở trận đấu giữa Anh và Đan Mạch đến từ tình huống tạo ra phạt đền của Raheem Sterling trong hiệp phụ. Rất nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện và ngay sau trận đấu này, chủ nhân của tình huống tạo ra penalty đã lên tiếng. Đội tuyển Anh đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Đan Mạch để góp mặt tại trận đấu chung kết Euro 2020. Đây là một trận đấu bán kết quá khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate, bởi lẽ những chủ đánh trì đã chơi quá quả cảm và khó chịu. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu là tình huống dẫn đến quả penalty quyết định cho đội tuyển Anh ở hiệp phụ thứ nhất. Ở tình huống này, Raheem Sterling đã ngã trong vòng cấm Đan Mạch, nhưng pha phạm lỗi của hậu vệ đội bạn là không thực sự rõ ràng. Sau khi trận đấu kết thúc, Sterling đã có những lời giải thích cho tình huống gây tranh cãi trên. Trả lời phỏng vấn sau trận bán kết, tiền đạo đội tuyển Anh cho biết: "Tôi đã vào vòng cấm Đan Mạch và cầu thủ Müller đã đưa chân phải ra để chạm vào chân tôi. Đó là một quả phạt đền." Bên cạnh đó, huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate cũng đã có những chia sẻ về tình huống trên. "Thực lòng, tôi chưa xem lại tình huống đó. Cá nhân tôi nghĩ Raheem Sterling là một cái gai thực sự trong suy nghĩ của các cầu thủ Đan Mạch trong suốt trận đấu này." Ở trận chung kết tới, tuyển Anh sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà Wembley trong màn đại chiến với Italia. Rõ ràng lúc này, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã ủng hộ thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate. Bên cạnh thắng lợi của Anh thì nước chủ nhà ở thời điểm hiện tại cũng đang có phần lo lắng về tình hình dịch bệnh. Ba trận đấu cuối cùng tại Euro 2020 gồm hai trận bán kết và chung kết đều được diễn ra trên sân Wembley. Điều này khiến nhiều người lo ngại dịch COVID-19 sẽ bùng phát trở lại. Chính vì vậy, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi cổ động viên bóng đá thể hiện lòng hâm mộ nhiệt thành nhưng phải có trách nhiệm nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra lời kêu gọi trước khi diễn ra trận bán kết giữa Anh và Đan Mạch. Hai trận bán kết và chung kết Euro đều diễn ra trong tuần này. Đặc biệt, với trận chung kết diễn ra ngày 11 tháng 7, sân vận động Wembley được phép mở cửa cho trên 60.000 cổ động viên, tương đương 100% sức chứa của sân vận động. Thủ tướng Johnson nhấn mạnh người vào sân vận động Wembley sẽ được yêu cầu trình giấy chứng nhận xét nghiệm và các điều kiện kèm theo để đảm bảo các trận đấu diễn ra an toàn. Trong suốt mùa thi đấu châu Âu tính tới thời điểm hiện tại, khoảng 2.000 cổ động viên tới xem các trận đấu ở các sân vận động hoặc quán bar tại nước Anh được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Khi biến thể Delta xuất hiện và lây lan nhanh tại Anh, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ lo ngại về số lượng người hâm mộ được phép vào xem các trận đấu ở London. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cảnh báo về việc nới lỏng giãn cách ở một số nước chủ nhà của Euro. WHO lấy làm tiếc khi một số sân vận động tổ chức Euro đã tăng số lượng khán giả được phép vào sân. Thậm chí, Thủ tướng Italia Mario Draghi còn kêu gọi tổ chức trận chung kết Euro ở một thành phố khác, chứ không phải là London. Chuyên gia nói về quả 11m trận Anh-Đan Mạch
Giáo sư Wenger và Mourinho bất bình. Đội tuyển Anh vượt qua Đan Mạch với tỷ số 2-1 tại bán kết Euro nhưng phải sang hiệp phụ để làm điều đó, và họ cần một pha ngã trong vòng cấm của Raheem Sterling để mang về quả penalty. Pha bóng gây rất nhiều tranh cãi do Sterling có vẻ không bị tác động mạnh trước khi ngã và trọng tài thậm chí còn không thèm nhìn hình ảnh chiếu chậm mà tổ VAR cung cấp. Sau trận đấu, rất nhiều chuyên gia bóng đá đã lên tiếng bình luận về tình huống này. Đáng chú ý nhất là huấn luyện viên Arsène Wenger trên sóng beIN Sports. Nhà cầm quân lão làng người Pháp không hài lòng khi trọng tài Danny Makili không những không xem kỹ tình huống mà thậm chí có vẻ không thèm xem, mặc dù đã được phía tổ VAR tư vấn. Đó không phải là một quả penalty, tôi chắc chắn như vậy. Va chạm là có nhưng rất nhẹ và Sterling thậm chí có vẻ đang di chuyển về phía người phạm lỗi chứ không phải ngược lại. Vấn đề ở đây là cái cách trọng tài chính đã xử lý tình huống khiến tôi không hài lòng, Wenger nói. Tôi không biết tại sao, hoặc tổ VAR đã không cho trọng tài xem lại tình huống quay chậm, hoặc họ có tư vấn cho trọng tài nhưng không được nghe theo. Trong một khoảnh khắc như thế, điều quan trọng nhất là trọng tài phải bị thuyết phục bởi những bằng chứng có trong tay. Ông ta phải rất chắc chắn rằng có va chạm và va chạm là cố ý hoặc đủ để tạo ra cú ngã. Nhưng tình huống này chưa đủ rõ ràng mà vẫn thổi penalty là vô lý. Huấn luyện viên Jose Mourinho cũng không cho rằng đó là một quả penalty. Ông bình luận sau trận trên mạng xã hội. Đội mạnh hơn đã thắng, đội tuyển Anh xứng đáng và chơi hay hơn, nhưng đó không phải là một quả penalty. Ở một trận bán kết Euro, tôi không hiểu tại sao trọng tài lại đưa ra quyết định như vậy. Tôi mừng cho đội tuyển Anh, nhưng là một người làm bóng đá, tôi khá thất vọng với quyết định được đưa ra. Trong khi đó, cựu trọng tài Premier Linwick Mark Clantonbot cũng có chung quan điểm như giáo sư. Ông đánh giá trên tờ Daily Mail rằng, trong tất cả các tình huống thổi phạt có tính bước ngoặt của trận đấu, chỉ có pha đá phạt đền của Kane là không chính xác. Tôi nghĩ Makeli đã đúng với quả đá phạt của Đan Mạch lẫn pha Kane ngã đòi 11m ở hiệp 2. Luke Shaw đã rõ ràng kéo người với Andre Christensen và quay chậm cũng cho thấy điều đó, không có gì bàn cãi. Còn pha của Kane, Nogat vẫn ở phía trước Kane và va chạm là không đủ rõ ràng, Clattenburg chia sẻ. Nhưng tình huống của Sterling là một sai lầm, Male có gây ra va chạm hay không? Có, nhưng anh ta rụt chân khá nhanh trong khi các góc quay tình huống không cho thấy rõ điểm va chạm. Nếu đã không rõ thì đừng thổi tình huống. Trở lại với trận đấu rạng sáng hôm qua, Italia sau khi giành chiến thắng nghẹt thở trước Tây Ban Nha để tiến vào chung kết Euro sau 9 năm, thì họ còn tiến sát tới kỷ lục thế giới về thành tích bất bại. Chiến thắng trước Tây Ban Nha tại bán kết Euro 2020 giúp đội tuyển Italia xác lập cột mốc 33 trận bất bại trên mọi đấu trường. Kỷ lục của huấn luyện viên Roberto Mancini và các học trò bắt đầu từ trận hòa 1-1 trước Ukraine hôm 11 tháng 10 năm 2018. Từ đó tới nay, họ trải qua chuỗi 33 trận bất bại trên 5 đấu trường gồm Nations League, vòng loại World Cup 2022. Phía đối diện, Alvaro Morata xô đổ kỷ lục ghi bàn ở các kỳ Euro của Fernando Torres cho đội tuyển Tây Ban Nha. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục thể thao sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.